Hello, xin chào cả nhà nghe. Một ngày mới, Trường xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống cả nhà. Bữa nay mình đi thăm bảy gắn cả nhà. Hôm rồi mình cũng hết bảy đi thăm rồi mình cũng viện quá rồi cả nhà. Thì giờ chiều nay mình đi sáng nay mình đi thăm bảy gắn cả nhà. Không có luồng bảy hôm nay chắc cũng cả 25 cái cả nhà. Đây, mình có đâm đâm hai cái bảy phụ rồi cả nhà. Đây hai cái bẫy phụ nha, có chuột bỏ lúa trong sẵn nha cả nhà. Đây đồ nghề của mình nha, cũng như mọi ngày nha cả nhà. Đây tụi lự lúa cả nhà ơi, cái chân quay nha cả nhà. Đây chuột quá trời bự luôn cả nhà ơi, nè chuột con nào lấy hết hồn luôn rồi. Đây ế mà cơm mới cơm không, chuột này mình khâm mà bữa nay mà nó còn sống, làm chuột này giờ mình chiên luôn cả nhà ơi. Quá trời bự luôn rồi, quá xả đã luôn rồi. Để tới cái bẫy đầu tiên cái này mình ở đây nha nha cả nhà. Để mình thăm em nó coi có không cả nhà. Ôi 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 ôi, gì vậy? Ôi ôi, em chuột nó gã nữa rồi cả nhà ơi, xong luôn rồi, em chuột nó gã thay nữa rồi. Rồi để mình đặt lại cái bẫy phụ rồi mình xử lý cái bẫy này cả nhà. Rồi để mình tắt máy cả nhà ơi. Tới cái tiếp theo của mình cả nhà, mình đi thăm bây giờ cũng 4-5 cái mà không có dính cả nhà, mà mình không có quay luôn cả nhà. Cái thùng này nha, đặt đầu nữa trời. Em nó còn sống nhăn nè cả nhà ơi. Rồi thôi cho mình mỏ mồi bỏ lúa vô cho nó ăn cho cả nhà. Còn lúc mấy cả nhà ơi, cái tiếp theo của mình nè cả nhà. Bây giờ mình thăm cũng 6-7 cái nè cả nhà ơi, không cái dính em nào cho cả nhà. Trời này nắng quá trời, gắn nhầm như nó không chạy cả nhà. Ấy này còn con cái này cả nhà, giờ ông hút con hút em một cũng khủng rồi, lấy lợi tinh thần cả nhà ơi. Giờ thất quá trời thất rồi, trời vậy nắng điên hụng như chuyển luôn cả nhà. Sướng quá sướng rồi, không bây giờ phải tấm cái không dính. Giờ dính mừng quá cả nhà, để mình tháo cái đẩy ra luôn đây nè. Sướng quá sướng. Hút bạn em hay em thì gỡ vốn là cả nhà ơi, đi giờ quá trời quái rồi. Chú rồi. Ui. Vô. Vô cả nhà, nhất nha cả nhà ơi. Con này nhất nè cả nhà ơi. Nhất rồi, con này nhất rồi. Quá đã cả nhà ơi, xuống. Đã nghe cả nhà. Cái dãy này cả nhà ơi. Quá xà đã, quá xà đã. Xuống nghe cái mình đó cả nhà. Quá trời đã luôn rồi, nãy giờ thăm đồ 7-8 cái gì cả này, 8, 9 gì rồi. Không dính một con nào chân cả nhà. Hốt em cũng đủ vốn. Xuống nghe, con này cái cơ 700 gram cả nhà. Ngon nghe. Rồi để mình ở phái rồi mình đi thăm cái tiếp rồi có chút xíu mình bắt luôn cả nhà. Cho thăm còn nè. Khu này mình còn hai cái nữa cả nhà ơi, hai cái nữa rồi mình đợi chỗ nào mất mát mình bắt luôn cả nhà. Rồi đây mình úp mấy cả nhà, mình đặt lại cái bẫy phụ nữa cả nhà. Tôi cái tiếp theo của mình như này nè cả nhà. Gì đó cả nhà, chỗ đánh cỏ xanh xanh nữa cả nhà. Cái này thêm cái nữa là hết cả nhà, hết khu này cả nhà. Rồi mình đi thăm cái khu khác nha cả nhà. Nó tiêu rồi cả nhà ơi, trời ơi em chuột nó hy sinh rồi cả nhà, chết luôn rồi em chuột, cho nó ngon quá trời luôn cả nhà, ngon gì ra mà nó hy sinh cả nhà, quá trời tiếc luôn. Rồi để mình nấu bẫy nha cả nhà, mình nấu bẫy mình đặt lại cái bẫy này cả nhà, đây cái bẫy cuối cùng của mình nha cả nhà,
cuối cùng ở khu này. Rồi đâu coi cái này có không có, mình bắt gắn nhất cái gan nghe cả nhà. Rồi mình đi chạy xe, mình ra xe mình chạy lên cái khu trên kia nó, mình thăm thêm cỡ 10 cái nữa là hết đó cả nhà. Nhận đầu đang đuôi cả nhà, vô cả nhà, vô nữa cả nhà, vô cái cuối cùng cũng ngon cả nhà, còn này chắc cũng cỡ 3-4 lạng cả nhà. Đây mình lúc mấy ngày mình lại đang kia rồi mình chim hôm ra mình kháo ra cho cả nhà xem, rồi mình chim hôm mình bắt nó ra luôn nha cả nhà. Sướng quá cả nhà ơi, em này mới dính cả nhà, em này cũng 4 lạng nha cả nhà, 4 lạng 4 lần mấy, 4 lần rưỡi á. Con em này đã dính nha cả nhà. Là phân nữa này, để trời ơi cục phân, con muốn giọt cái gì cả nhà ơi. Đã. Ôi, hết mệt rồi cả nhà ơi. Bây giờ mệt quá trời mệt luôn, dính được hai em này, thấy khỏe chúng mình nè. Quá khỏe luôn. Sướng sướng nghe. Sướng chưa anh Bình ơi? Anh Hai Huy ơi, thấy chưa anh Tư ơi? Sướng chưa, trường mập bữa nay trúng nữa rồi anh Tư ơi. Thôi để mình ốp máy rồi mình chim nó, chim hôm bắt nó ra rồi mình quay cho cả nhà xem cả nhà. Ôi, để mình bật gắn ra cả nhà ơi. Bật em bự này ra trước cả nhà ơi. Sướng quá sướng rồi. Quá sướng cả nhà ơi. Nãy mình chưa phe cả nhà, nãy mình đi 27 cái răng, em này đang ngủ trưa cả nhà. Mình hốt luôn cả nhà ơi. Em này mình mới hốt luôn cả nhà. Sướng quá sướng rồi. Con này có 800 gram cả nhà ơi, nó 700 chứ con này có 800 cả nhà. Quá sướng cả nhà ơi. Đủ tiền cả nhà ơi. Vô con này đủ tiền rồi. Sướng quá sướng. Nói chung mình đi đặt bẫy này nó cũng cực là cực cái trên dữ lắm cả nhà ơi, mà nhưng mà cái công đoạn mình bắt cắn là mình phái dữ lắm cả nhà ơi. Quá trời sướng. Con này có 4 lần rưỡi nha cả nhà. Quá im. Hai em cả nhà ơi. Túi cả nhà ơi, hai em mà một túi gì là cả nhà ơi, quá đã rồi cả nhà ơi, quá đã rồi. Thôi để mình ốp máy rồi mình cuộc mấy cái bẫy lại rồi mình đi chạy ra ngoài xe mình chạy đi thăm thêm mấy cái bẫy, mười cái bẫy nữa cả nhà, rồi mình quay coi có dính thì mình quay cho cả nhà xem cả nhà ơi. Tới khu mới rồi cả nhà, cái khu này hồi chiến rồi con cái này mình dính được hai con rồi cả nhà, hai con một con ngì, một con ba này cả nhà, cái hai con này cả nhà, cái này coi, giúp anh này nữa không, xong rồi cả nhà, ôi ơi em chuồng nó còn sống luôn cả nhà, thôi để mình bỏ lúa vô cho em nói rồi mình đi thăm cái tiếp này cả nhà, có dính mình qua cho cả nhà xem cả nhà, chuột mạnh như đã ăn cái tay coi coi đắng cả nhà, thôi để mình ốp máy này cả nhà. Đây cái bẫy tiếp theo của mình nha cả nhà. Cái này mình cũng mới trồng cả nhà.
thì bỏ mình đặt tuốt kia cả nhà, mà người ta phát cỏ mình giờ lại đây nghe cả nhà. Rồi, em chuột nó ngấm rồi cả. Em chuột nó ngấm rồi cả nhà. Đây, nó này, em chuột nó còn ngấm rồi cả nhà. Hồi đây mình tắt máy rồi mình bỏ chuột vô mình đặt lại nghe cả nhà. Thấy không? Lúa này ta xài du ba cả nhà. Bữa nay nó mình khan tiếng quá cả nhà, nóng chung người quá trời nóng à. Rồi tới cái bẫy tiếp theo của mình cả nhà. Cái bẫy này hồi chiến rồi mình hốt được em ngựa nha cả nhà. Cái này coi cái em nó có dính em nào nữa không. Chứ rồi mình chỉ hốt em ngựa rồi. Khui. Khui. Khui, vô. Ui. Vô 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 nữa cả nhà. Có phần cả nhà, có phần nha. Hành đi, hành, đừng có ngựa nha. Ôi, em mệt rồi. Khay, khay, khay em nó rồi cả nhà. Nặng nặng nha, nặng nặng nha cả nhà ơi. Ui, ai, ui, nó nằm một cục luôn cả nhà ơi. Sướng cả nhà ơi. Quá xa đã luôn rồi. Quá im. Thôi, để, đó, cả nhà thấy không? Mình quay gần quá, nó bị mờ cả nhà. Không thấm cả nhà ơi. Đó, mình quay hơi xa xa vô, khay, cả nhà thấy rõ không? Quá xa sướng nè. Đó, nằm một cục kìa. Đã quá xa đã luôn. Thôi, để mình mấy mình đặt lại cái bẫy phụ nha cả nhà rồi đi. Mình còn 5 cái này là hết rồi cả nhà ơi. Rồi, để mình thăm hết 5 cái này rồi coi có mình quay cho cả nhà xem rồi mình bắt luôn cho cả nhà xem cả nhà ơi. Đây cái bẫy tiếp theo của mình nha cả nhà. Đây còn đây chỗ này một cái. Chỗ này một cái ha cả nhà, lên trên đó dòng lên đó còn ba cái nữa là hết nha cả nhà, ba cái nữa rồi hết rồi mình bắt gắn ra luôn nha cả nhà. Cái này là cái này là mình dính một em nhất 900 gram nè cả nhà, với một em nhì, rồi hai chuyến này nữa, hai chuyến tới rồi là mình xong không dính nha cả nhà. Rồi chuyến này không có dính không cả nhà. Ây da, có phần cả nhà ơi, có phần nữa cả nhà ơi. Sướng nghe, sướng nghe. Còn gì đây? Ui, cả nhà thấy không? Cái phần trắng tươi nè. Còn gì trời? Sao cầm nhẹ quá nè. Trời đất ơi, trời. Má ơi. Con cắt kè bông. Mình tháo cho cả nhà xem cái nè. Mình bị dứng con này cả nhà ơi. Muốn đứng tim rồi. Ốc cục ốc ác thì nổ lên trời rồi. Ôi ôi. Cái nhà thấy không cả nhà? Nổ cục quá trời cả nhà ơi. Mình bị dướng con này ngay cả nhà. Con gắn gì mình cũng không sợ cho nghe cả nhà. Mình chỉ sợ của em này nè. Nè em này là em mình thấy nó làm tự nhiên là mình ốc ác mình nổi cho nghe cả nhà. Ôi thôi thôi. Trời ơi cái phần tưởng là sướng sướng nữa cả nhà ơi, đâu ngờ. Đâu vô đây với ông trời. Thiệt khổ ông quá khổ luôn. Đã sợ ông gọi mà đi đâu cũng gặp ông hết chứ. Thứ gì chưa nói không? Ừ. Dòm à. Tao mà ăn được là tao bụp mày luôn rồi đó mày. Mình khỏi dòm tao đâu. Thôi để mình ốp mấy mình đặt lại cái bẫy khác nha cả nhà. Rồi chút xíu em này mình chút xíu mình thả luôn nha cả nhà. Ừ. Gốm quá. Đây cái bẫy tiếp theo của mình nha cả nhà. Cái này thêm cái nữa là mình hết 25 cái nha cả nhà. Rồi mình bắt cắn ra nha cả nhà. Xe luôn cả nhà ơi, em chuột nó ngủm mẹ rồi cả nhà ơi, xong luôn. Chuột kháng này nó chết dữ lắm cả nhà, kháng nắng nè, khô quá. Rồi thôi để mình ốp máy nha cả nhà, rồi mình đặt lại cái bẫy nha cả nhà. Còn cái cuối cùng nữa, mình đi thăm luôn cái cuối cùng rồi mình bắt con hổ hành nó ra luôn cho cả nhà xem cả nhà. Rồi, cái cuối cùng của mình nha cả nhà, cái cuối cùng nha. Mình đồng hốt lên cũng khủng nè. Giọng là khắc giọng luôn rồi cả nhà ơi ha.
Hello em chuột. Trời ơi. Tiêu luôn rồi cả nhà ơi. Hy vọng cái cuối cùng không có nhờ cây gì được hết. Cho mày ăn lúa no này. Không có nhờ cây gì được hết trơn nha. Thôi, nói vậy thôi chứ mình ốp máy mình bỏ lúa mình đặt lại cả nhà. Rồi mình đi đi qua mình đi kiếm chỗ nào trống trống mình bắt con rắn nó ra rồi mình kết thúc clip cho cả nhà xem cả nhà. Cả nhà thấy đã không cả nhà? Mình mới mở nó ra rồi mình chim hôm rồi đó cả nhà. Nhìn đứng cho nó bò lên nha cả nhà. Cho bò tự nhiên lên cả nhà. Đàn em. Sướng quá sướng cả nhà ơi. Bữa nay mình thăm 25 cái này cả nhà mà dính được 3 con, 3 em. Một em nhất khoảng 800 g này cả nhà. Và hai em nhì nha cả nhà. Cả nhà thấy sướng không? Quá sướng cả nhà ơi. Quá xa đã. Để mình bắt nó ra cả nhà. Để cả nhà đợi lâu nha. Mấy con hả? À? Được mấy con nè. Cả nhà thấy không cả nhà? Thấy không cả nhà? Đang làm cả nhà thấy không? Quá đã luôn ha cả nhà ha. 25 cái bữa nay mình được 3 con nha cả nhà. Được một em nhất. Một em nhì, hai em nhì cả nhà, hai em nhì cũng ngon quá cái trời cả nhà. Rồi để mình úp mấy mình bỏ vô túi rồi mình đi về cả nhà. Hẹn cả nhà lại clip sau nha cả nhà. Bye bye.